Hai mấy chả kiểu kho tiêu các bạn ơi, kho thịt kho tiêu các bạn ơi. Nay mình kho quẹt ăn các bạn đây. Chứ không biết ăn cái gì nữa. Chứ lại hôm nay mình cũng không có đi chợ nữa, đau đầu gối quá không có đi chợ được. Ở trong đây mình có miếng thịt ba gọi mình xắt mỏng đó các bạn, với lại mình có một ít tôm khô. Tôm khô này của con mình đem về hôm trong Tết á, đem về đợt trước á, đợt kia rồi mình kêu đừng mua, bị nhà còn tôm khô để ăn hết, cái mua dồn dồn để tủ lạnh chặt quá. Hồi nãy có mấy trái ớt mình mới ra mình bẻ ngoài cái ớt của nhà mình á, giờ mình thấy vô đây luôn á, coi cho nó thơm mùi cho nó ngon, hơi khô quéo lại. Mà không ấy chừa chút nước để có chấm gì chấm cũng được. Trong này mình ướp nước mắm, nước màu, tiêu với lại khoảng một muỗng tôm hơi đường. Tôm khô nó bự ghê chưa, bỏ ớt vô kho chung thôi, nó nồng nó thơm. Rồi mà để cho nó săn săn lại chút đi ha các bạn ha. Săn sắc lại chút nữa là được rồi đó các bạn. Thơm quá cả nhà ơi. Mùi tôm khô lên cũng thơm rồi, thịt đồ này kia hấp dẫn quá, tiêu này kia vô mùi cũng thơm thơm quá. Ớt nữa, bỏ mấy trái ớt vô kho nó nồng nồng ngon ghê vậy. Ở bên đây mình bắt cái nồi nước mình có cho vào tí muối. Ở đây trong tủ mình còn tủ lạnh mình còn miếng bắp cải, giờ mình lấy bắt nồi nước này để mà mình luộc đó, mình luộc miếng bắp cải đó, với lại mình còn trái dưa leo nữa chút, mình lấy ra mình chấm với lại cái thịt ba rọi kho quẹt là được rồi các bác sĩ, các bạn ơi. Rồi giờ mình đẩy cái này lại đi cho nó mau sôi ha, rồi này chút xíu nữa là được rồi. Nhớ hồi xưa ở dưới, sắp được rồi nè các bạn. Nhớ hồi xưa ở dưới chợ quê Mỹ Sương á, nhớ mẹ mình không biết đưa mình đồng hay đồng gì đó. Hồi xưa xài năm cắt tiền xu gì không à. Kêu mình đi qua chợ Mỹ Sương mua miếng ba rọi nhỏ nhỏ về kho quẹt nhà ăn cơm, nhà nghèo mà. Xong cái hai chị em mình, cả chị mình đó, bà chị mình thì lớn hơn mình 2-3 tuổi, mà giờ cái chị đó chỉ mất rồi. Cái xong cái hai chị em đi qua bên chợ mua được miếng ba rọi nhỏ nhỏ, mà hồi xưa không có bao ni lông bao xốp hay cái gì đâu các bạn ơi, chỉ cột cái sợi dây lát rồi xách đi vậy thôi, mà đường từ ở chợ về nhà hoặc là từ nhà ra chợ cũng vậy nữa, qua mấy cây cầu khỉ rồi sau đó qua cái cầu xi măng thì mới tới cái chợ, thì đi về cũng vậy, mà không biết làm sao hai chị em mình vừa đi vừa lo đuổi qua bắt bướm gì đó mình không biết nữa, mà tới chừng về tới nhà còn sợi dây lát không à, còn miếng thịt không biết rớt đâu còn chỗ nào nữa các bạn ơi. Thành ra đổ nước mắm vô kho quẹt ăn luôn chứ không có miếng thịt luôn. Rồi gì sệt sệt gì chắc được rồi đó các bạn. Mình còn chấm bắp cải, chấm dưa leo này kia nữa. Với lại mình chưa có ăn á, mình chượng chút nước á, để mình có khi mình chưa ăn á, mình hâm lại cho nó nóng á. Rồi mình gắt vô đây chút hành nữa ha. Các bạn nào thích thì cho hành, không thích thì thôi ha. Tại mình quay video thì mình cho chút hành vô cho nó thơm mà cho nó cũng đẹp cái video á. Rồi mình xịt thêm tiêu vô nữa là được rồi. Rồi để mình qua đây mình coi cái nồi bắp cải nó chín chưa ha các bạn ha. Nó sôi chưa mà nãy vô. Rồi thịt kho quẹt của mình là thịt, mà cái thịt ba rọi đó các bạn thấy không? Kho quẹt cái nước nó ra bóng bóng nó hấp dẫn lắm cả nhà ơi. Ngon quá chừng đi.
sôi bùng lên vậy là được rồi các bạn ơi. Ha. Được rồi. Rồi chút chấm bắp cải chấm nước khô quẹt đó với lại dưa leo. Rồi bên đây chắc cũng được, nãy giờ mình cũng để cho nó sắp sắp nó rút lại đó. Được rồi đó. Ha. Rồi còn miếng hành thấy vô luôn đi. Rồi cái món mà tôm khô với lại thịt ba rọi khô quẹt của mình á, đến đây bữa trưa nay á, mình ăn kèm với lại cái bắp cải luộc nãy giờ mình cũng chia sẻ với các bạn đó ha, với dưa leo. Rồi cái món ăn của mình đến đây mình kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Mình tắt bếp luôn đó các bạn ơi.